Thanh niên này là rất là nhỏ tuổi, chỉ có mới 12 tuổi thôi mà ở nhà trồng rất rất là nhiều dừa bonsai luôn ha. À, vâng. Lấy cái gậy à, để chúng ta lấy cái cây ra, chúng ta coi cho cái gậy nó như thế nào. Thì tất cả các chú anh chị mình để ý nè, thì cái bộ rễ nó như thế này, thì tới nữa chúng ta để nguyên vậy thì nó sẽ mọc ra, nó sẽ không đẹp ha. Nhẹ nhàng mà hạn chế nhất có thể làm gãy những cái gãy cám nha mọi người. Mọi người đừng có để cho nó mọc ra ngoài như vậy. Đây, cái bộ rễ này nó quá trời to luôn mọi người. Rồi, nhẹ nhàng để vô đây. Rồi, dùng cái tay giữ lại. Rồi, hello cô chú anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay tiếp tục Linh sẽ làm những cái clip nhỏ để hướng dẫn cô chú anh chị mình. Hôm nay thì Linh sẽ làm theo một yêu cầu của một vị khán giả. Mà vị khán giả này rất là đặc biệt. Thanh niên này là rất là nhỏ tuổi, chỉ có mới 12 tuổi thôi. Mà ở nhà trồng rất rất là nhiều dừa bonsai luôn ha. Thanh niên này cũng xem cái kênh của Linh. Đó, cũng có làm theo. Đó, cho nên là cũng khơi dậy niềm đam mê cho thanh niên này qua cái kênh của Linh. Thanh niên này mới làm rất là nhiều dừa, mới liên hệ với Linh. Bây giờ là thanh niên này muốn làm sao để có bộ rễ đẹp như Linh thường làm, như bộ rễ uống. Thì hôm nay Linh sẽ làm một cái clip nhỏ, một cái giai đoạn đầu tiên để chúng ta chuẩn bị đưa vào uống rễ ha mọi người. Đó, thì sẵn đó thì Linh sẽ gửi đến tất cả cô chú anh chị mình nói chung, cũng như gửi đến bạn Hiền nói riêng ha. Đó, gửi đến thanh niên Hiền để tiếp lửa đam mê cho em ấy về cái bộ môn dừa bonsai này. Thì Linh cũng đã hướng dẫn cũng rất là chi tiết. Đó, nhưng mà Linh muốn làm một cái clip này để cho bạn Hiền vừa xem vừa thực hành trên cây bonsai của mình, cũng như gửi đến tất cả cô chú anh chị mình chưa biết cái cách làm này thì có thể làm như Linh, để trong tương lai chúng ta sẽ có được những cây dừa bonsai thật đẹp để chúng ta trưng ha. Rồi, ngay sau đây Linh sẽ quay cận vô để hướng dẫn tất cả cô chú anh chị mình chi tiết hơn ha. Đó, thì hiện tại Linh có một số cây mới ôm, khi chúng ta ôm như thế này. Còn những cái cách mà tách bẻ đồ này kia thì Linh có chỉ cô chú anh chị rồi ha. Cô chú anh chị nào mà mới biết đến kênh của Linh thì có thể lục lại những cái clip cũ để xem. Thì khi chúng ta ôm được như thế này, nó đã có bộ rễ bên trong rồi. Thì chúng ta lấy cái rễ ra, để chúng ta lấy cái cây ra. Chúng ta coi cho cái rễ nó như thế nào. Chúng ta coi cho cái rễ của nó như thế nào. Này, nhẹ nhàng thôi nha mọi người. Đừng hạn chế nhất có thể làm gãy cái rễ cám của nó ha. Thì bây giờ cái cây của chúng ta nó đã có cái bộ rễ như thế này. Đó. Nhưng mà nó chưa có đủ cái rễ để chúng ta đưa vào chúng ta uống. Đó, chúng ta uống để có bộ rễ ngoằn ngoèo, cong quẹo sau này đẹp như những cái cây thành phẩm mà Linh hay quay trên kênh ha. Đây là cái bước đầu tiên. Đó, Linh sẽ làm từng bước từng cái clip để cho cô chú anh chị mình quan sát làm theo thì chúng ta sẽ có một cây bonsai đẹp thôi. Thì cái bước đầu tiên, cái bước đầu tiên là chúng ta chưa có uống rễ ha. Bước đầu tiên thì chúng ta chưa có uống rễ. Rồi, đối với cây này thì tất cả các chú anh chị mình để ý nè, thì cái bộ rễ nó như thế này, thì tới nữa chúng ta để nguyên vậy thì nó sẽ mọc ra, nó sẽ không đẹp ha. Đó, cho nên là nó, chúng ta thấy cái bộ rễ nó ra được dài, cái rễ dài dài như thế này thì chúng ta bắt đầu lấy cái giá thể ra. Bắt đầu chúng ta nè, đó, chúng ta ép sát vô. Đó, ép sát vô. Cô chú anh chị nào tỉ mỉ hơn có thể lấy nhẹ nhàng những cái rễ này, những cái rễ này xếp lại cho nó ngay ngắn theo cái ý của chúng ta một chút xíu, nhẹ nhàng mà hạn chế nhất có thể làm gãy những cái rễ cám nha mọi người. Đó, chúng ta cứ để như thế này ha. Chúng ta để giá thể vô trong cái chậu rồi chúng ta cứ ép nhẹ nhàng xuống, để như thế này rồi để giá thể lại. Chủ yếu chúng ta để như thế này chưa có vô giai đoạn uống rễ là sao mọi người biết không ạ? Là chúng ta cần phải cho thêm rễ khác nó mọc ra thêm ở đây nữa mọi người. Chúng ta có nhiều, càng nhiều rễ thì chúng ta uống rễ thì nó sẽ đẹp hơn. Còn chúng ta không làm cách này thì cái rễ nó sẽ mọc xuống đây, nó sẽ lọt ra cái lỗ của cái chậu này đây mọi người. Đó, nếu mà Linh có chặn cái rễ thì nó cũng vòng vòng ở dưới này, vòng vòng dưới này thì nó không sát cái gáo thì nó sẽ không ok hơn ha. Mà chúng ta làm cái cách này chịu khó làm cái dừa bonsai này là chúng ta phải chịu khó, phải bỏ ra nhiều thời gian cho nó. Rồi, đối với cái này thì chúng ta bỏ cho một ít giá thể vô trong cái đáy chậu như thế này ha. Bỏ vô, chúng ta ép hơi chặt chặt một chút, đừng có bỏ nhiều giá thể quá, để chúng ta nè, để cái này sát xuống dưới, để chúng ta để sau dừa ngang trên đây. Đó, chúng ta ít tốn đắt hơn một chút nữa. Dưới thứ hai là để ngang cái cổ, để ngang cái cổ này để cho
tạo điều kiện cho nó mọc cái rễ mới ra vòng vòng đây nữa mọi người. Rồi khi chúng ta để giá thể dưới sọc thì chúng ta nè nhẹ nhàng nè đó, giữ những cái rễ nó như nãy Linh nói, rồi chúng ta nhẹ nhàng để xuống. Rồi lúc này là cái rễ nó ôm sát vô cái gáo rồi mọi người đó. Rồi những cái rễ ghìa bên ngoài cũng thế. Rồi chúng ta nhẹ nhàng bỏ giá thể lại. Mọi người nhớ là chú ý là bỏ cái dừa này sát dưới đáy chậu thôi mọi người, là để cho cái rễ nó mọc vòng vòng mà nó mọc xung quanh cái gáo ha, nó mọc vòng vòng cái gáo. Còn chúng ta để cao lên thì cái rễ nó mọc sát đáy chậu mà cái gáo hồng ở trên thì nó không đẹp. Cái cách chúng ta làm như thế này là chúng ta tạo điều kiện cho cái rễ nó mọc vòng vòng cái gáo, nó ôm cái gáo, thì sau này chúng ta bước vào giai đoạn uống rễ thì chúng ta đưa vào cái chuẩn chúng ta muốn rồi chúng ta uống thì nó dễ hơn và nó sẽ đẹp hơn đó. Cho nên là mọi người cứ xiên làm thêm những cái bước như thế này, chứ đừng có ôm rồi để đó luôn, ôm rồi để đó luôn rồi sau này chúng ta có uống rễ đó, hãy rễ nó ra dài dài mà nó nằm ở dưới chúng ta gị lên rất là khó, nó không thể nào ôm sát cái gáo được. Chúng ta gị lên đó thì một là nó bị gãy, hai là nó bị dập thì nó cũng chết thôi. Còn đó, chúng ta làm như thế nào để tạo điều kiện sau này chúng ta uống rễ dễ nhất có thể mà không làm tổn hại đến cái bộ rễ ha. Cái cách này là không mất nhiều thời gian đâu mọi người, thì chúng ta cứ đem ra coi cái bộ rễ như thế nào, rồi chúng ta tạo điều kiện cho cái rễ nó ôm sát vô cái gáo rồi chúng ta để giá thể là thôi ha. Rồi cái này là Linh sẽ ví dụ cho mọi người trên một cái cây sim xanh. Hồi nãy là một cái cây ẻo đỏ, bây giờ là một cái cây sim xanh thì nó cũng giống vậy thôi mọi người. Thì trước tiên thì chúng ta cũng xử lý ban đầu, tách bẹ đầu này kia cho nó. Thì những cái clip đó thì cô chú anh chị mới biết đến kênh của Linh thì chưa có xem thì có thể lục lại những cái clip cũ xem ha. Rồi chúng ta ôm một thời gian thì thấy cái rễ nó già rồi nè, mọi người thấy nó mọc ra luôn. Cái này Linh cái chậu bị lủng, Linh để hai này, nó mọc ra tới đây luôn nè mọi người đó, thấy không? Mọi người đừng có để cho nó mọc ra ngoài như vậy. Khi chúng ta thấy cái rễ mọc ra ngoài là rễ nó phát triển rất là mạnh rồi đó. Là chúng ta có thể lấy ra, chúng ta lấy ra là chúng ta bắt đầu làm theo cái cách của Linh đó. Thì sau này chúng ta sẽ có một cái bộ rễ uống rất là đẹp mọi người á. Nên lấy ra nè, vũ nhẹ nhẹ như thế này, linh vũ dưới này rồi nhẹ nhẹ. Còn cái nào ấy thì chúng ta lấy nhẹ nhẹ ra, hạn chế nhất có thể làm gãy những cái rễ cám nhỏ này nè. Những cái rễ cám nhỏ này gãy là cây bị mất sức ha. Cái đó là cái rễ hút nước và chất dinh dưỡng chính của nó đó, những cái rễ cám á đó. Linh sẽ lấy nhẹ nhẹ ra, tại cái này hồi trước là Linh ôm bỏ những cái vỏ dừa mà Linh đã lọt ra từ những cái gáo dừa để bán phôi cho cô chú anh chị đó, chứ Linh không có bỏ sơ dừa đó. Cái này nó cũng tốt lắm nhưng mà nó có sơ sơ, còn mọi người ở nhà ôm thì không có cái sơ này đâu, sơ dừa người ta xay ra hết rồi. Đây cái bộ rễ này nó quá trời to luôn mọi người nè, nó mọc vòng vòng này đó. Thì bây giờ chúng ta tìm cách, bước đầu tiên là chúng ta làm sao để cho nó vô cái gáo trước đi, nó vô sát cái gáo trước rồi sau này chúng ta uống rễ cho nó dễ. Cái bộ rễ này là Linh thấy là nó mọc tùm lum vậy nên nó cũng hơi quái quái, nó cong cong đẹp đẹp rồi đó. Rồi bây giờ Linh sẽ bỏ một ít sơ dừa vô đây, đè cho nó nén nén xuống mọi người, đặng cho nó sát cái đáy chậu, để chúng ta một hồi chúng ta nè làm được cái bộ rễ sát vô rồi chúng ta để sát xuống nó sẽ ôm vô đó. Chúng ta cứ nhẹ nhàng ha, nhẹ nhàng, đừng có làm mạnh quá nó sẽ bị gãy cái rễ đó nè. Chúng ta dùng cái tay giữ lại đó, cái này nè là để dán chật ha. Nãy Linh quên nói với mọi người cứ để dán chật ha, rồi sau này chúng ta uống rễ mà là chúng ta mới bắt đầu chuyển lại cái dán quyền. Rồi đó, Linh kéo nhẹ lên, kéo nhẹ lên trên đây luôn nè đó. Ở đây nó đang mọc cái rễ nhỏ nè, nó Linh kéo nhẹ lên trên đây luôn nè, lòn qua cái rễ này, làm sao để cho nó sát vô trong cái gáo. Chúng ta cố định lại, cố định bằng cái tay này, nhẹ nhàng thôi để nó hư cái rễ ha. Rồi những cái rễ này chúng ta kéo lên trên luôn. Rồi xong xuôi là chúng ta được như thế này, rễ sát vô cái gáo hết mọi người, thấy không? Nó rất là đơn giản thôi. Rồi nhẹ nhàng để vô đây, rồi dùng cái tay giữ lại, nhẹ nhàng giữ lại. Rồi chúng ta cứ bỏ giá thể vô thôi.
nhẹ nhàng bỏ những hết giá thể vô lại. Thì một thời gian sau, khi mà mọi người thấy mà cái rễ nó lú lú ra ngoài nữa đó, lú lú ra ngoài nữa mà chúng ta thấy rễ già với mọc thêm nhiều nhiều rễ ở đây rồi, là thời gian đó là bắt đầu chúng ta mới chuyển đổi dáng thế và bắt đầu uống rễ ha. Thì Linh sẽ làm cái clip hướng dẫn cô chú anh chị mình cái cách chuyển đổi dáng thế và uống rễ sau này, để Linh nuôi những cái cây này. Linh sẽ làm clip từ từ cho mọi người xem luôn đó, rất là đơn giản thôi, mọi người cứ bỏ giá thể vô rồi xong, như vậy là xong rồi mọi người. Rồi chúng ta giữ ẩm, mai mốt thì nó sẽ mọc thêm rễ ở đây, rễ dưới nó cũng phát triển cái bộ rễ rất là tốt. Rồi rất là đơn giản thôi ha mọi người. Rồi clip hôm nay thì xin gửi đến bạn Hiền cũng như tất cả cô chú anh chị mình cái cách đầu tiên để chúng ta làm cái bộ rễ, rồi để sau này chúng ta đưa vô uống rễ nó đẹp hơn. Khá là đơn giản, cứ làm như vậy thôi. Thấy nó đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả mọi người. Một cái hành động nhỏ thôi như thế thì chúng ta nuôi từ từ, sau này chúng ta sẽ có những cái bộ rễ uống rất là đẹp ha. Rồi Linh xin chúc cho tất cả cô chú anh chị mình cũng như bạn Hiền, một người rất là nhỏ tuổi nhưng đam mê dừa bonsai, xin chúc tất cả trong tương lai sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật là đẹp, để chúng ta tự chơi chân trong nhà, chân trong phòng khách, để đón nhà tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai ha. Rồi clip của Linh xin tạm dừng ở đây. Xin chào tạm biệt mọi người ha, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha.